Chào mừng các bạn đã quay trở lại với khóa lập trình Angular tại Trung tâm Đào tạo Tin học Khoa Phạm. Ở trong bài này thì chúng ta sẽ cùng nhau đi nói về một số cái config để xử lý một số vấn đề sau. Thì bây giờ nếu mà các bạn đưa trang web của bạn lên đúng không và truy cập vào localhost 452 enter thì lúc đó nó chỉ hiện ra hai cái đường link này thôi. Bây giờ mình muốn là khi mà truy cập vào 4002 á, không sẹt cái gì cả thì nó sẽ mặc định chuyển qua route context thì chúng ta sẽ phải làm như thế nào? Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng làm cái đó ở đây ha. Rồi, ok, các bạn mở thêm một cái ngoặc nữa. Mình nói là với cái path rỗng như thế này này thì lúc đó mình sẽ có thuộc tính là redirect to, mình sẽ redirect to set context. Rồi, ngoài ra thì mình có một cái nữa là path mask và mình chuyển là full. Rồi, ok, mình ngưng lại nhé. Và chúng ta sẽ truy cập lại vào localhost 452. Đó, các bạn thấy là nó sẽ tự động chuyển qua context. Tiếp tục, nếu mà người dùng không may họ nhập tìm cái gì đó vào đây, enter thì các bạn sẽ thấy nó cũng không hiển thị cái gì cả đúng không? Inspect này, console và nó báo lỗi. Đó. Ví dụ mình set này, mình set AAA chẳng hạn, mình enter thì lúc đó nó sẽ báo lỗi. Bây giờ mình nói là nếu mà gặp trường hợp đó thì mình sẽ chuyển ra một cái component là ví dụ page not found chẳng hạn, thì bây giờ mình tạo là component page not found ngc page not found enter. Rồi, nó đã tạo ra thành công thì bây giờ mình sẽ import vào đây thôi. Phải mình bảo là những cái path đó, mà nó chạy từ trên dưới nó chưa phải vào path nào á thì mình có thể điền là dấu hai dấu sao như thế này, nó sẽ hiểu là tất cả các cái path khác. Thì lúc đó mình sẽ sử dụng cái component là page not found component. Rồi, ok, mình ngưng lại. Và chúng ta thử chạy một cái page linh tinh này, enter. Và các bạn sẽ thấy là ngay lập tức nó vào trong component là page not found. Ok, thì mình xin dừng video này tại đây. Ở video tiếp theo thì chúng ta sẽ nói đến việc tách cái route ra thành một cái module riêng. Chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.